với anh nãy giờ là cứ là chăm chăm mấy quả trứng đấy nhá. Em nói trước cho anh biết, đây là báu vật của sư phụ, không có linh tinh được đâu. Em nghĩ anh là ngoại người như thế à? Quả trứng của sư phụ, không tin là quả sư phụ. Nhưng anh chỉ ước thôi, anh mà có quả trứng này, anh sẽ có thể tăng 3 lần sức mạnh. Em biết là nó rất mạnh, nhưng mà đây là của sư phụ, chứ không phải của mình. Thôi được rồi, nhanh mang đến sư phụ đi. Ô, anh Trung. Hả? Nhìn kìa. Pokemon à? Anh Trung, Hả? Giúp em bắt con Pokemon này đi. Thế không mang quả trứng cho sư phụ à? Không, đợi sau. Ma Lý, Ma Lực, hai cái con tiểu yêu này đi đâu từ sáng đến giờ mà không thấy. Cái gì thế nhỉ? Báu vật nó có sức mạnh là to lớn. Hôm nay là ngày may mắn của ta rồi. Đây là bí kíp trở thành nhân tài phép thuật như ta. À, thế à? Ngửi đi. Nhau người thối thế, ai mà ngửi được. Các ngươi lại không biết gì rồi. Ngửi mà thối thì phép thuật cả ngươi quá là tầm thường. Thế thì nó phải như thế nào mới trở nên phi thường? Phi thường á? Bao giờ các ngươi ngửi mà thối chuyển sang thành thơm, đấy mới gọi là phi thường. Thế thật à? Thối quá. Cố lên, phải thành thơm. Hai con tiểu yêu này ngáo hết cả mình. Trời. Pokemon, nó chạy nhanh thật đấy. Tiêu rồi. Vừa nãy hình như là anh với em mang quả trứng rơi phụ đúng không? Vâng. Sao hình như là ta thấy con Pokemon, xong ta để quả trứng ở đấy rồi. Nhanh lên Tiêu. Ôi. Không thể tin nổi. Với cái sức mạnh này, Nata cũng không phải là đối thủ của ta nữa. Mày quá vẫn còn. Anh ơi, thôi bây giờ chúng ta không la cà nữa, ta đi cho sư phụ đi. Cô Thủy. Đa trà. Cô Thủy, nếu mà muốn gây sự ấy thì để lúc khác. Bây giờ mà ta đang bận, tránh đường ra đi. Ta người cũng có khẩu khí đấy, nhưng mà ta không tránh, làm gì được ta. Ui, kệ bỏ ta đi. Việc của chúng ta bây giờ là phải chứng này cơ mà. Các người không rời khỏi đây được đâu. Bà đã nói rồi, nhưng người vẫn cố chấp thì bọn ta không nương tay đâu đấy. Câu đấy phải để ta nói mới đúng. Sao? Bây giờ con hãy chịu chết đi. Ngay từ đầu ta đã không muốn đụng đến ngươi rồi, nhưng ngươi đụng đến anh trai ta thì đừng có trách. Hãy xem bản lĩnh của ngươi đến thế nào đã. Này, các ngươi đã thấy thơm chưa? No. Chưa, vẫn thôi đó. Tư chất của các ngươi quá kém, học mãi vẫn rốt. Thôi, hôm nay học thế thôi, mai ta lại dạy tiếp. Ta đi có việc đấy. Kìa, tao dạy mà, tao học xong đâu. Bye bye, hai con tiểu yêu ngu ngốc, đáng yêu, cu te, cu mai ke. Cô Khai, ta bảo mình ngu ngốc, lại còn đáng yêu nữa. Sao phải nó ngao thế nhở? À đúng rồi, lấy giày của tao lướt tiếp. Đúng đấy. Thôi. Anh Trung. Ngươi định làm gì ta? Làm gì hả?
Anh Trung, sao tự nhiên sức mạnh của mụ ta tăng lên vậy? Anh không biết nữa, nhưng mà hai chúng ta phải hợp sức lại mới đấu được mụ ta. Hai con yêu quái ngu thật đấy. Nhưng mà từ sáng đến giờ, Trung Chúa với lại con Hà Kiếm đâu nhỉ? Ủa? Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Không nè, chúng cưới với Hà Tiêu đang đánh nhau với yêu quái. Hôm nay ta sẽ lấy mạng của hai người. Có virus. Anh Cáo Hà Tiêu. Mọi người, mở thả nó ra. Đừng mà mơ. Người đánh bại chúng ta xong lại bắt thả. Người không thả, ta sẽ tự phá. Chú Hà Tiêu. Sao hôm nay mà ta lại mạnh như vậy? Dù các ngươi có dùng vũ khí gì cũng không thắng được ta đâu. Thật chưa? Pikachu, xuất hiện này. Pikachu à? Để lại chỗ Pikachu. Nào, tụt nào. Pikachu, hợp sức với tớ. Đấu đỉnh. Giúp anh. Không, sức mạnh của ta. Thì ra sức mạnh của mụ ta là lấy từ quả trứng của sư phụ. Thảo nào mà ta lại mạnh đến như vậy. Nhưng mà thôi không sao, chúng ta không làm mất sức mạnh của quả trứng là được rồi. Mới bây giờ chúng ta phải mang quả trứng về cho sư phụ. Không, sức mạnh của ta, sức mạnh của ta. Ồ hay, quả trứng tự nhiên nó mất chứ ta không muốn đâu. Nhưng mà ngươi làm mất rồi, bây giờ biết nói thế nào? Chú chuối ra cho ngươi chứ có ra cho ta đâu. Nhưng mà ta nhớ ngươi rồi. Thôi, đi tìm Dung Chuối với Na Cha đi. Dung gì? Không được đi chứ. Có mà người. Này này, Hà Tiêu. Dạ. Chỗ này. Đấy, em thấy không? Nơi này rất hợp để chúng ta tạo ra một trận pháp để bảo vệ Pokemon. Bây giờ anh em ta kết hợp. Được. Nào, 1, 2. Thế là xong rồi. Bây giờ chúng ta về chỗ Hồng Hành Nhi để lấy quả trứng. Được. Mau trả quả trứng đây. Nếu không thì... Đừng có trách. Hết điều rồi. Tôi trả đi không? À, cho người dám manh động rồi. Chủ nhân, cầm em quả trứng để em xử lý bọn này. Yeah. Oh, phải chơi bài cũ à? Phù thủy. Có ra quả trứng đây thì ngươi mới chạy được. Nếu không thì... Hết điều quả trái cái này. Được. Là quả trứng cho các người. Anh Ngao. Không phải do tao, do phù thủy nắm mạnh chứ.